Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của nhà đẹp Kiến Phú Mỹ. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị không gian nội thất hiện đại căn biệt thự 3 tầng của gia đình chú Mạnh, có địa chỉ xây dựng tại Đan Phượng, Hà Nội. Công trình 3 tầng hiện đại của gia đình chú Mạnh có mặt tiền 10m, chiều sâu 12m, được xây dựng với diện tích mỗi sàn là 120m2. Không gian nội thất phòng khách nổi bật với màu nâu nhạt của gỗ óc chó, kết hợp với đệm da nhập khẩu tạo ra một nghệ thuật sắp đặt màu sắc vừa sang trọng lịch thiệp, lại vô cùng cá tính cho không gian phòng khách của mẫu nội thất gỗ óc chó này. Phòng khách phong cách hiện đại sáng bừng với ánh sáng của hệ thống đèn tròn khối đan sen độc đáo và đèn hắt, khoảng trần giật cấp đầy sức hút bởi đường nét trang trí đơn giản nhưng tinh tế. Đường chiếu ốp kính nổi bật nên trần tạo ra hiệu ứng màu sắc đồng bộ với giá treo đèn chùm. Hai chi tiết màu vàng gold vừa đủ để tôn lên vẻ đẹp sang trọng cho không gian phòng khách này. Ở diện tường sau sofa được bố cục đối xứng với cả hai bên đều sử dụng tấm ốp, kết hợp hai cửa sổ hai bên vừa có tác dụng lấy sáng vừa tăng thêm thẩm mỹ cho nội thất công trình. Phòng khách được thiết kế liên thông với phòng bếp ăn và đón ánh sáng tự nhiên từ hệ thống cửa sổ dài. Hệ tủ bếp treo được thiết kế gọn gàng khoa học, được tính toán màu sắc hợp lý để bổ trợ cho nhau, mang tới một không gian hài hòa sang trọng. Phòng bếp được thiết kế bàn đào bằng đá tự nhiên vừa giúp sơ chế thức ăn trước khi nấu, vừa là nơi trưng bày các món ăn vừa chế biến xong, tạo sự liên kết giữa không gian bếp và không gian ăn uống. Phòng bếp của gia đình được tính toán kỹ lưỡng kích thước, với một bàn ăn chữ nhật kích thước lớn với 8 ghế ngồi, được đặt dưới hệ thống đèn chùm hiện đại tạo nên sắc màu hài hòa bình yên cho gia đình trong mỗi bữa ăn. Tiếp theo là không gian phòng ngủ master được kiến trúc sư thiết kế tinh giản, chú trọng vào tính tiện lợi và thiết thực để mang tới một không gian hoàn hảo, giúp gia chủ tận hưởng giấc ngủ trọn vẹn. Trung tâm phòng ngủ là chiếc giường gỗ óc chó hình tròn, với màu nâu đặc trưng của gỗ óc chó và đường vân gỗ mềm mại, mang đến sự ấm áp và thư giãn cho gia chủ. Không gian thay đồ trong phòng ngủ được thiết kế hệ tủ quần áo lớn kịch trần, với phần kính màu trắng mang đến một không gian vô cùng sang trọng và hiện đại. Cuối cùng là không gian phòng thờ, được bố trí tại nơi cao nhất của ngôi nhà, thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng và ấm cúng, với chất liệu hoàn toàn bằng vật liệu gỗ tự nhiên có hoa văn chạm trổ tinh xảo, tạo cho không gian sự trang nghiêm thể hiện sự thành kính của con cháu đối với cha mẹ và tổ tiên. Thưa quý vị, vừa rồi là không gian nội thất căn biệt thự 3 tầng hiện đại của gia đình chú Mạnh, có địa chỉ tại Hà Nội. Nếu quý vị quan tâm hoặc có dự định thiết kế xây dựng ngôi nhà như trên, xin mời quý vị hãy cùng liên hệ tới hotline của Kiến Phú Mỹ 098-1111-838 để được tư vấn mẫu nhà ước mơ nhé. Cuối cùng, nhà đẹp Kiến Phú Mỹ xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.